Diễn đàn 26 xin kính chào quý vị khán giả. Kính chúc quý vị những ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, chiều hôm qua 14 tháng 10 năm 2022, việc bà Nguyễn Phương Hằng có đơn xin được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh đã xuất hiện khá dày đặc trên các báo chính thống như là báo Công an Nhân dân, báo Việt Nam Net, báo Lao động, báo Người Lao động, báo Thanh Niên, rồi báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Công Thương, báo Dân Trí, báo Pháp Luật và báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều cái trang báo khác nữa. Và ngay lập tức thì cái sự việc này nó đã trở thành một cái sự kiện thu hút khá nhiều người quan tâm. Nội dung của các tờ báo này thì đều không dẫn nguồn cụ thể mà chỉ nói rằng là theo nguồn tin riêng thôi, thưa quý vị. Tuy nhiên thì theo diễn đàn 26 thì đây là cái thông tin đáng tin cậy. Các báo đều nói rằng ngày 14 tháng 10 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng và gia đình đã có đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh rồi Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại. Về nội dung đơn thì bà Phương Hằng có nêu là bà đã có nhiều cái đóng góp trong hoạt động từ thiện nhân đạo, nhất là trong cái đại dịch Covid-19, và gia đình bà cũng muốn bảo lãnh bà ra ngoài để được điều trị bệnh. Thưa quý vị, trước đó thì vào ngày 5 tháng 10 năm 2022 thì con trai bà Nguyễn Phương Hằng là ông Tuấn, hiện là giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, thì cũng đã có đơn đến các cơ quan chức năng xin được bảo lãnh tại ngoại cho mẹ là bà Nguyễn Phương Hằng, với lý do là bà có nhiều cái hoạt động thiện nguyện rồi đóng góp, nhất là trong cái đại dịch Covid-19. Như vậy thì việc con trai bà Nguyễn Phương Hằng và bà Hằng và gia đình bà Hằng gửi đơn xin được bảo lãnh tại ngoại cho bà là cái câu chuyện có thật. Vì sao tôi nói như vậy ạ? Vì cho đến giờ phút này không có cái cơ quan liên quan nào hoặc là một cá nhân nào bác bỏ cái thông tin này cả. Diễn đàn 26 cũng chưa nghe một phản ứng nào tỏ ý mỉa mai hay là chế giễu cái việc mà làm đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho bà Hằng cả. Cái này thì cũng đúng thôi, thưa quý vị. Tôi nói đúng là bởi mấy lẽ như sau. Cái thứ nhất đó, thì việc tạm giam 6 tháng đối với bà Hằng để điều tra theo tôi nghĩ đó, thì cũng đã đủ sức để răn đe, để giáo dục. Và thực tế thì cũng đã có tác dụng rất là tích cực, không những đối với bà Hằng mà còn đối với nhiều người khác nữa trong cái việc chấp hành pháp luật. Và thứ hai, thưa quý vị, thứ hai là việc bà Hằng có nhiều hoạt động thiện nguyện là có thật. Việc này thì báo chí chính thống cũng đã thông tin rồi. Hàng loạt thư cảm ơn của các địa phương được giúp đỡ đó, rồi bằng khen, giấy khen, rồi cái giấy tri ân này của nhiều cơ quan tổ chức xã hội trao tặng cho bà và công ty của bà để ghi nhận cái tấm lòng của bà Hằng và công ty cổ phần Đại Nam hay là quỹ Hằng Hữu có đóng góp công sức ủng hộ hoạt động nhân đạo. Thì cái điều đó cũng đã chứng minh rằng là cái công tác thiện nguyện, việc làm nhân đạo của bà Hằng cũng như công ty của bà trong cái thời gian trước đó, thưa quý vị. Và thứ ba đó, thì trong đơn xin bảo lãnh cho mẹ mình thì ông Nguyễn Quang Tuấn cũng đã nói rằng là mẹ mình, tức là bà Hằng đó, thưa quý vị, đã nhận thức được sai phạm, đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái diễn cái hành vi sai phạm nữa. Vì vậy thì ông Tuấn thì rất mong các cơ quan tiến hành tố tụng cho ông được bảo lãnh mẹ ông được tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi kết thúc vụ án. Thưa quý vị, việc bà Hằng đã nhận thức được sai phạm, đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết
không tái diễn hành vi sai phạm. Thì điều này đó, ngay từ thời gian đầu khi mà bà mới bị bắt tạm giam đó, thì báo chí chính thống cũng đã thông tin này rồi. Tôi cho rằng đây cũng là cái yếu tố rất là quan trọng để cơ quan chức năng có thể xem xét, cân nhắc cái việc đơn xin bảo lãnh tại ngoại này. Và cái thứ tư, thưa quý vị, trong đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn cho hay rằng bà Nguyễn Phương Hằng bị bệnh và mong muốn là của ông là được bảo lãnh mẹ của mình về, bảo lãnh ra ngoài để chữa bệnh. Và đề cập đến cái vấn đề này thì tờ Zin News cũng đã cho hay rằng trong quá trình mà tạm giam thì bà Hằng vẫn phải uống thuốc đều đặn, uống thuốc trị bệnh, thưa quý vị, đều đặn. Thì cái thông tin cho thấy rằng là bà Hằng đang mắc bệnh là thông tin đáng tin cậy, thiết nghĩ cũng cần phải được xem xét để thể hiện cái tính nhân văn của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Và cái thứ năm, thưa quý vị, về nhân thân và bản thân của bà Hằng thì chưa hề vướng vào lao lý, chưa có tiền án tiền sự. Về cơ bản nhân thân là khá tốt, nếu không muốn nói là gia đình bà có công với địa phương, có công với đất nước. Diễn đàn cho rằng đó là những thuận lợi rất là cơ bản để cơ quan chức năng cân nhắc trong cái việc giải quyết đơn xin bảo lãnh tại ngoại của bà Hằng cũng như là của gia đình bà Hằng. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ thì cái vấn đề cốt lõi bây giờ là nằm ở cái chỗ là độ tin cậy mà cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với cái cam kết của bà Hằng và gia đình bà Hằng có nhiều hay không, cái độ tin cậy, cái độ tin tưởng của các cơ quan chức năng đối với là cái sự cam kết đó có nhiều hay không. Rồi gì nữa, rồi bà Hằng có thực hiện đúng những gì bà cam kết hay không, rồi những tình huống nào sẽ xảy ra nếu bà Hằng được tại ngoại và giải pháp nào được thực hiện nếu có tình huống xảy ra. Đây là những vấn đề mà cơ quan chức năng cũng sẽ đặt lên bàn cân để xem xét. Theo tôi nghĩ đó, thì việc bắt tạm giam bà Hằng để điều tra là việc làm mà cơ quan điều tra, cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã từng phải đắn đo, đã từng phải cân nhắc. Và đó là một quyết định khó khăn, thưa quý vị. Ít nhất là công an thành phố Hồ Chí Minh đã phải 4 lần mời bà Hằng lên nhắc nhở, và chỉ khi biện pháp này không có hiệu quả thì mới khởi tố điều tra. Vì vậy cho nên là việc xin bảo lãnh tại ngoại này của bà Hằng đó, và con trai của bà Hằng, tôi tin rằng sẽ được cơ quan chức năng nghiên cứu xem xét dựa trên 3 cái yếu tố căn bản: vừa đúng luật, vừa hợp tình, vừa đảm bảo được lòng tin. Đúng luật và hợp tình là cái đó có sẵn rồi, cái đó có sẵn rồi, chỉ còn lại ở cái chỗ lòng tin nữa thôi. Nếu bà Hằng và gia đình bà Hằng cho thấy được sự chắc chắn trong việc thực hiện các cam kết của mình thì việc giải quyết cho tại ngoại điều tra chữa bệnh tôi nghĩ là điều không phải là khó. Thật lòng đó, thì tôi cũng mong và chúc cho bà Hằng sớm được tại ngoại điều tra, vì dù sao thì bà cũng không phải là cái đối tượng nguy hiểm. 6 tháng tạm giam đối với bà tôi cho rằng quá đủ, khi mà bản chất của bà không phải là người xấu. Và đó cũng là cái quan điểm, là góc nhìn riêng của diễn đàn 26. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị có những ngày nghỉ ngơi thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, bên người thân và bạn bè. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.